huấn luyện viên Incheon United tiết lộ bí mật vụ chuyển nhượng Công Phượng. Huấn luyện viên Jorn Andersen đặt nhiều niềm tin vào thương vụ mang tên Công Phượng. Là người đề ra ý tưởng chiêu mộ Công Phượng, huấn luyện viên Jorn Andersen của Incheon United mới đây đã tiết lộ một số thông tin về thương vụ này. Ông nói, từ cuối mùa giải trước, tôi đã tìm kiếm một phương án dự phòng cho tiền đạo số 1 Mugosa. Tôi rất lo lắng, chúng tôi không thể hướng đến một thương vụ bom tấn do hạn chế về ngân sách. Sau khi xem Công Phượng thi đấu tại Asian Cup, tôi quyết định ký hợp đồng với cậu ấy với mức giá hợp lý cho câu lạc bộ. Nhà cầm quân người Na Uy cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho Công Phượng trong thời gian đầu khoác áo Incheon United. 안녕하세요. Công Phượng. Xin chào các bạn. Thì đây là cũng là một được mấy ngày Phượng ở Hàn Quốc rồi, thì Phượng cũng đang rất là nỗ lực để tập luyện và tập chính thức. Thì đây là Phượng tập được 2 buổi chính thức rồi, và thì Phượng mong các bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ Phượng, và cũng như là theo dõi đội Incheon United và cổ vũ cho đội. Cảm ơn các bạn. So you won't see, cause the pain is in my eyes. It feels like I could break it any moment and shatter your inside. Đá giao hữu, Công Phượng lập công khi ra mắt Incheon United. Sáng 20 tháng 2, tiền đạo Công Phượng đã có trận ra mắt Incheon United khá ấn tượng khi ghi bàn trong trận giao hữu hòa 2-2 với tập đoàn vận tải Busan. Nhằm chuẩn bị cho giải K-League 2019 sắp khai cuộc, câu lạc bộ Incheon United liên tục tham gia các trận giao hữu nhằm ra soát lại lực lượng. Vào lúc 9 giờ ngày 20 tháng 2, tức 11 giờ Việt Nam, Incheon United đã có trận giao hữu với câu lạc bộ Tập đoàn Vận tải Busan vốn đang chơi ở giải K-League 3. Kể từ ngày đến Hàn Quốc, đây là trận đấu đầu tiên Công Phượng được ra sân. Tiền đạo trẻ của tuyển Việt Nam đã không để người hâm mộ thất vọng khi thi đấu tốt ở trận ra mắt, đồng thời đóng góp một bàn thắng trong trận hòa 2-2 với Tập đoàn Vận tải Busan. Câu lạc bộ Tập đoàn Vận tải Busan là đội bóng bán chuyên đang chơi ở giải ngoại hạng 3 Hàn Quốc. Họ đạt thành tích đứng thứ 5 trên 8 đội mùa trước và đang chuẩn bị cho tham vọng thăng hạng ở mùa này. Câu lạc bộ Tập đoàn Vận tải Busan và Incheon United có mối quan hệ khá tốt khi một vài cầu thủ Incheon sau thời kỳ đỉnh cao đang thi đấu tại đây. Về trận đấu này, câu lạc bộ Incheon sử dụng nhiều cầu thủ trẻ kết hợp với các cựu binh. Đến giữa trận, đội bóng này cũng thay nhiều cầu thủ cùng lúc để thử nghiệm. Bản thân người ghi bàn cùng Công Phượng là Choi Bum Kyung cũng vừa tốt nghiệp đại học, rời đội bóng của trường rồi gia nhập câu lạc bộ ở tuổi 21. Tờ Naver Sports của Hàn Quốc bình luận: tuy đối thủ chỉ là đội đang thi đấu ở K-League 3, nhưng Incheon United không tạo nên được sự áp đảo đáng kể. Hai đội cầm hòa nhau chung cuộc 2-2. Người ghi bàn cho đội chủ nhà chính là Công Phượng và Choi Bum Kyung. Đây được xem là màn ra mắt ấn tượng của Công Phượng trong màu áo Incheon United. Các cổ động viên hy vọng Phượng sẽ duy trì được phong độ để góp mặt ở các trận đấu tại K-League 2019 sắp tới cùng Incheon United. Như vậy, đội bóng có biệt danh Inter Milan của Hàn Quốc đã hoàn thành khóa tập huấn tại Nam Hae và toàn đội ở lại Incheon vào chiều 20 tháng 2. FIFA khen Công Phượng, Lukaku trước nguy cơ lên đường. Quý vị thính giả thân mến, tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Công Phượng xuất hiện trên trang chủ FIFA. Cựu tuyển thủ U20 Mỹ khoác áo Bình Dương, Manchester United chuẩn bị bán Lukaku là thông tin có trong bản tin sáng ngày 18 tháng 2. Công Phượng lên trang chủ FIFA là tiền đạo tạo ra mối nguy hiểm thường trực của những chú rồng vàng. Anh ấy nổi lên từ đội U23, từng ghi bàn vào lưới Iraq, rồi sau đó là Jordan đã giúp cho Việt Nam giành chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out Asian Cup. Những lời giới thiệu trang trọng trên được nói về tiền đạo Việt Nam Nguyễn Công Phượng. Cầu thủ vừa gia nhập câu lạc bộ Incheon United Hàn Quốc được cơ quan chủ quản bóng đá thế giới giới thiệu trên trang chủ FIFA khi đưa ra những đánh giá về các ngôi sao vừa tỏa sáng tại đấu trường Asian Cup 2019. Trước đó, tiền đạo này đến Incheon United đầu quân theo hợp đồng cho mượn 1 năm của Hoàng Anh Gia Lai. Tại đấu trường K-League Classics, Công Phượng sẽ mặc số áo 23. Sự kiện ra mắt ngày 14 tháng 2 của Công Phượng giành được sự quan tâm đặc biệt từ FIFA. Trong bài tổng kết về Asian, FIFA cũng hết lời ca ngợi những thành công gần đây của bóng đá Việt Nam. FIFA đánh giá cao kỹ chiến thuật của những chú rồng vàng được huấn luyện viên Park Hang-seo gây dựng suốt 1 năm gắn bó. Đặc biệt nhất là kỳ tích đưa bóng đá trẻ Việt Nam đoạt ngôi Á quân tại U23 châu Á. Xin chào tất cả các bạn. Tôi đã có mặt tại Incheon và hôm nay tôi sẽ tập trung đội và tôi sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ ở đây và tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để phục vụ cho đội Incheon United và tôi vọng các bạn sẽ ủng hộ tôi, phục vụ cho tôi và cũng như là cổ vũ và ủng hộ cho câu lạc bộ. Tôi xin cảm ơn. Trong sáng nay, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có buổi ra mắt chính thức tại câu lạc bộ Incheon United tại khách sạn Holiday Incheon Songdo ở Incheon. Buổi họp báo thu hút đông đảo giới truyền thông Hàn Quốc. Báo chí nước này kỳ vọng Công Phượng sẽ tỏa sáng trong lần thứ 2 xuất ngoại này. Được biết, ngay sau khi đặt chân đến Hàn Quốc, sáng nay Công Phượng đã lập tức di chuyển đến đại bản doanh của câu lạc bộ Incheon United để tham dự buổi họp báo ra mắt. Bên cạnh đó, trưởng đoàn Hoàng Anh Gia Lai ông Nguyễn Tấn Anh đi cùng với Công Phượng tham dự lễ ký hợp đồng chính thức. Ngoài ra, tranh thủ kỳ nghỉ ở quê nhà, huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Jang-jin cũng đã có mặt tại buổi ra mắt để theo dõi cậu học trò cưng của mình. Trước sự chứng kiến của rất nhiều phóng viên báo chí địa phương, Công Phượng tỏ ra rất tự tin trong màn chào hỏi tới giới truyền thông Hàn Quốc và người hâm mộ Incheon United. Hôm nay tôi rất là vui khi được tham gia câu lạc bộ Incheon United thi đấu ở đây và tôi cảm thấy là Mình đã tiến bộ hơn rất nhiều từ trước, từ trong thời gian vừa rồi thì tôi đã nỗ lực rất là nhiều để có được thành quả như hôm nay, và tôi xin hứa là tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm sao để thể hiện tôi là một người Việt Nam nhưng mà có thể đưa vào bóng đá Việt Nam ra tầm quốc tế, và tôi sẽ cố gắng để thành công ở Trung Quốc. Tại buổi ra mắt, Công Phượng chính thức nhận số áo 23 từ phía đại diện của Incheon United. Được biết, hợp đồng của chân sút xứ Nghệ với đội bóng Hàn Quốc có thời hạn 1 năm và Vượng sẽ được ra sân ít nhất 70% số trận ở mùa giải 2019. Ngay sau khi nhận được số áo chính thức, Công Phượng cũng chia sẻ lý do lựa chọn Incheon, đồng thời không quên bày tỏ quyết tâm cống hiến những gì tốt nhất cho đội bóng đang chơi tại K-League. Thứ nhất là bóng đá ở Hàn Quốc thì rất là phát triển. Họ có, thứ nhất là có môi trường phát triển hơn, và thứ hai là tôi được tiếp cận với bóng đá Hàn Quốc là 2 năm rồi, có lên tiền từ Việt Nam là đến Hàn Quốc là nó là phương pháp của Trung Quy, và tôi cũng học hỏi rất nhiều từ những người thầy của tôi. Và lý do đó là trước kia là phương tiện có đá chứ ở đây thì tôi cũng có biết một số thông tin về đội bóng, nên là tôi quyết định gia nhập đội bóng trên YouTube là lý do. Gia nhập Incheon, Công Phượng được trải nghiệm một bầu không khí tại một trong những giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất châu Á. Hy vọng với phong độ tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 trong màu áo đội tuyển Việt Nam sẽ là nguồn động lực to lớn tiếp thêm sức mạnh cho Công Phượng thi đấu thành công trên đất nước Hàn Quốc.